Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, những kẻ ăn hại, hèn nhát để kẻ thù cướp đoạt Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 đã không biết xấu hổ là gì, lại còn gấp lửa bỏ tay người để chạy tội đến trơ trẻn. Nhắc chi hai chữ anh hùng mà tuổi hổ nhục nhã cho những người đã chết, đám hậu sinh hậu duệ thật không biết nhục là gì nữa mà còn khơi ra. Hãy để cho họ được yên. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết, chúng nó khơi ra thì cũng xin nhắc lại một chút bài viết của Nguyễn Rang. Hoàng Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, của mỗi người dân đất Việt mãi muôn đời. Sự kiện ngày 19 tháng 1 năm 1974 là một vết đau thương và nhục nhã, mà những ai có lòng tự trọng thì họ vẫn luôn ghi nhớ và không muốn nhắc lại. Nhưng những kẻ ăn hại, hèn nhát để kẻ thù cướp đoạt đã không biết xấu hổ là gì, lại còn gấp lửa bỏ tay người để chạy tội đến trơ trẽn. Những kẻ nào đã để Hoàng Sa rơi vào kẻ địch lúc đó, vì sao binh lực vượt trội hơn rất nhiều mà chỉ sau 15 phút giao tranh tự bắn vào nhau rồi bỏ chạy? Vì sao lại có người Mỹ trên đảo và các hạm tàu của Mỹ gần đó mà cũng vẫn dưng không cứu trợ, bày ra động tác giả điều không quân ra tập kết ở sân bay Đà Nẵng để hỗ trợ đánh chiếm lại? rồi lệnh hoãn và bãi bỏ nhằm mục đích gì nếu như đó là hải quân nhân dân việt nam ra giải phóng hoàng sa lúc đó liệu có được dễ dàng như thế hay không hay chủ tớ mỹ nguyệt đã huy động binh lực tối đa để đuổi cùng diệt tận như đã làm với những chiếc tàu không số nhắc chi hai chữ anh hùng mà tuổi hổ nhục nhã cho những người đã chết đám hậu sinh hậu duệ thật không biết nhục là gì nữa mà còn khơi ra hãy để cho họ được yên